Dạ vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay em Trường lên sóng để giới thiệu báo giá tới toàn thể quý vị anh chị những chiếc xe mà BN đang bày bán với một mức giá vừa mới update, giá cả vô cùng hợp lý. Và chiếc đầu tiên em muốn giới thiệu tới quý anh chị đó là chiếc Mazda 2, được sản xuất và đăng ký năm 2021, phiên bản Sport Luxury. Đó, xe biển sẵn Hà Nội, biển rất là đẹp luôn quý chị nhá. Chạy 2 vạn, giá hiện tại em đang chào bán là 510 triệu đồng có thương lượng. Và đi sâu vào bên trong này, em có một dàn sư tử. Đó, đủ các mẫu mã, đủ các màu để quý vị lựa chọn. Thì bên cạnh em đây là một chiếc xe 308, được sản xuất và đăng ký năm 2018. Biển sẵn Hà Nội, xe chạy 3,7 vạn cây. Còn cực kỳ mới, cực kỳ lướt luôn quý anh chị nhá. Giá cũng rất là hợp lý, chỉ với 719 triệu đồng là quý anh chị có thể sở hữu em nó rồi. Và ngay bên cạnh em đây là một chiếc Peugeot 308 phiên bản Allure form mới quý anh chị nhá, được đăng ký và sản xuất năm 2021, 969 triệu đồng, giá quá là êm luôn, màu cam. Đó. Và bên cạnh em nó là phiên bản GT Line, được sản xuất và đăng ký năm 2021. Đó, chiếc này em đang chào bán là 1.060.000 triệu đồng có thương lượng thêm. Đấy. Và chiếc ngoài cùng trên ngoài cùng này là một chiếc xe đến từ phân khúc hạng D, một chiếc xe đã in sâu vào trong tâm trí của người Việt rồi, một chiếc xe nồi đồng cối đá. Xin giới thiệu quý anh chị chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q, được sản xuất và đăng ký năm 2019, giá cực kỳ hợp lý luôn, chỉ với 919 triệu đồng có thương lượng thêm quý anh chị nhá. Có thương lượng thêm chiếc này. Đó, xe đã được trang bị cặp đèn Lexus trước sau và biển sẵn Hà Nội rồi. Đó. Và mời quý chị đi sâu vào bên trong này của em. Em có một dàn các siêu phẩm để giới thiệu tới ạ. Đây là chiếc Peugeot 508 quý chị nhá, biển sẵn thành phố, sang tên mặc định Hà Nội là không mất 20 triệu tiền biển. Sản xuất năm 2020, phiên bản Allure bản cao cấp nhất. Chiếc xe này em đang chào bán là chỉ với giá 939 triệu đồng có thương lượng thêm. Đó, ở đây em có chiếc màu đen này. Màu đen này của em là sản xuất và đăng ký năm 2021. Đây là chiếc 308, đó, phiên bản Allure. Đấy, thì chiếc xe này em đang chào bán với mức giá chỉ với 835 triệu đồng có thương lượng thêm ạ. Xe cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Và chiếc xe này thì hiện tại là em đã nhận cọc rồi quý chị nhá. Vào bên trong này thì em đang có hai chiếc 208. Một chiếc màu trắng này của em là phiên bản GT Line, được sản xuất và đăng ký năm 2022. Giá hiện tại em đang chào bán cho chiếc xe này là 799 triệu đồng, có thương lượng thoải mái luôn. Còn chiếc màu đỏ của em là chiếc Active, sản xuất và đăng ký cũng năm 2022. Màu đỏ hiện tại giá em đang chào bán là hơn 700 triệu đồng thôi. Đó, giá cực kỳ hợp lý và update ạ. Ở đây em có chiếc GT Line, chiếc này cũng màu xanh quý chị nhá, nhưng mà sản xuất năm 2022. Giá hiện tại đang chào bán là 1.119 triệu đồng có thương lượng thêm. Đấy, nói chung là đủ các màu để quý chị lựa chọn luôn ạ. Và màu trắng cũng cấu hình cũng là năm sản xuất năm 2022, cũng 1.119 triệu đồng. Đấy, và màu đen này form cũ. Chiếc xe này của em là biển quốc tỉnh, phiên bản Allure. Đấy, và được sản xuất và đăng ký năm 2022. Giá hiện tại cũng là 1.025 triệu đồng. Đó, có thương lượng thêm. Trắng và đen cùng cấu hình như nhau quý chị nhá. Màu trắng này cũng là sản xuất 2022, cũng là phiên bản Allure biển tỉnh. Đấy, 1.025 triệu đồng có thương lượng. Và đi sâu ở bên trong này, đây là chiếc màu đen GT Line, cũng là 1.119 triệu đồng quý chị nhá. Đó, trắng đen đủ các phiên bản luôn, đủ các màu cho quý chị. Và chiếc màu xám đây của em là, đây là phiên bản Allure, hiện tại em đang chào bán là 989 triệu đồng có thương lượng thêm quý chị nhá. Màu xám này cực kỳ là thể thao ra. Đó. Và một số mẫu xe bé bé thì hiện tại em đang có chiếc Kia Soluto, giá hiện tại là 415 triệu đồng, sản xuất và đăng ký năm 2020, bản Luxury, xe chạy 2 vạn. Đó. Và ở đây em có một chiếc xe dành cho anh em thích cái sự lái đầm chắc này, cực kỳ chắc chắn luôn. Chiếc Volkswagen Polo, được sản xuất năm 2020, đăng ký lần đầu năm 2022, xe chạy nhõm 1 vạn cây, 565 triệu đồng. Đó, biển sẵn thành phố rồi. Đấy, sơn zin cả xe luôn quý chị nhá. Chạy xe trời Âu, nhập khẩu đấy ạ, nhập khẩu Ấn Độ, chạy cực kỳ chắc chắn luôn. Và chiếc xe 508, được sản xuất và đăng ký năm 2022. Đó, bản GT Line luôn quý chị nhá, bản cao cấp nhất, giá cực kỳ êm,
chỉ với 1 tỷ 139 triệu đồng có thương lượng thêm là quý anh chị có thể sở hữu chiếc xe cao cấp nhất của dòng Peugeot rồi. Và cuối cùng, một sản phẩm mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị đó chính là chiếc Mazda CX-3 được sản xuất và đăng ký năm 2022. Đó, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Đây là bản Deluxe. Giá hiện tại em đang chào bán là 555 triệu đồng. Xe chạy cũng còn cực kỳ là mới luôn, sơn gì gần như cả xe. Tất cả xe em bán ra em đều cam kết tới quý chị những chiếc xe đã được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt chất lượng, cam kết xe không đụng, không tai nạn, không ngập nước, động cơ số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, và khuyến khích quý chị đi check test ở một cơ sở thứ ba yên tâm hơn và làm cho quý chị cảm thấy hài lòng với dịch vụ bên em ạ. Đó, thì cuối cùng anh chị nào đang quan tâm tới sản phẩm nào hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại ngay cho em Trường qua số điện thoại 0926743333 để em Trường có thể tư vấn, hỗ trợ và đặc biệt là chốt với anh chị một mức giá yêu thương hơn nữa để quý anh chị có thể sở hữu một chiếc xe cho gia đình, cho công việc hiệu quả nhất quý anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip của em. Xin được kính chúc quý anh chị một ngày làm việc thật hiệu quả, có nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.